Trong vòng 10 ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 86C07636 có dấu hiệu cơi nới thùng nên đã lập biên bản và yêu cầu tài xế xe tải đưa xe về trụ sở của đội, yêu cầu chủ xe phải khắc phục phần vi phạm trước sự giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngay sau đó, chủ xe tải vi phạm đã phải thuê xe và nhân công để khắc phục lỗi vi phạm ngay tại trụ sở đội cảnh sát giao thông số 1. Ngoài ra, chủ xe còn bị phạt vi phạm hành chính số tiền gần 20 triệu đồng. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 10 ngày thực hiện kế hoạch, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản gần 1.500 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Thuận xử lý 57 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, 170 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 355 trường hợp vi phạm tốc độ.